Một xin chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh U Minh của tôi nha. Thì hôm nay mình với cô Dịch với anh Hai có đến cái miếng ruộng ở gần nhà Dưỡng Tư nè. Thì Dưỡng Tư hôm qua cũng có giăng cái tay lưới nhưng mà cũng bận đi việc rồi, là dính cũng nhiều cá lắm. Thì mấy cậu cháu kéo lên thăm thử tay lưới coi có dính gì không. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Mắc cạn rồi hả anh Hai? Thì mấy bữa nay cũng mưa nắng cũng thất thường, lâu lâu thì cũng có đám mưa lớn. Thì Dưỡng Tư cũng có giăng tay lưới cặp theo mé lúa nè. Ủa tay lưới mà thấy nó xe gì cũng chơi nè. Nó cá nó... Ồ dính nhóc rồi hả? Nhóc kìa con chết ơi. Ừ dính rồi, hai đứa con luôn. Ủa rồi em à. Em không? Em quá gì mà ta giăng sẵn gỡ gì quá hả? Thì trước mắt thì mình thấy tay lưới dính cũng được mấy con cá rô à. Cá rô này không biết dính lâu chưa mà nó thấy nó lật bụng hết trơn người ta. Nè Dưỡng Tư giăng hôm qua chiều qua lận nè. Dạ. Đêm mấy nè. Dính suốt này nè. Ồ. Cá rô bự quá cô Chính. Cá rô này thì sót lại chứ cá rô tháng này đâu có bự hả cô Chính? Cá rô cù sót lại mà giờ có nước lên nó mập nè, có thức ăn nó mập. Dạ. Là cho nó vàng lắm nè. Thường thì mình giăng lưới cá rô á thì mình sẽ gỡ dưới đây luôn, mình đem lên bờ thì sẽ khó gỡ hơn hả cô Chính? Ừ. Nó gai góc không mà nó quấn dữ lắm. Dạ. Vậy là bữa nay mình có lọc ăn nữa rồi. Lâu lâu Dưỡng Tư đãi mình món ha. Văng lại chứ. Ở đây đa số Dưỡng Tư văng neo không à? Dạ. Ít có. Văng neo thì một ngày thường mình thăm khoảng 2 giác ha. Ừ. Người ra người ta lưới để đóng quá thì Dưỡng Tư cuốn lên giặt. Dạ. Giặt sạch lưới rồi văng lại. Nè, u dính nữa nè. Ua, cá bự không kìa. Ừ. Dựng tư văng tay lưới này lỗ bự. Lưới này có mấy phần vậy cô Chính? Cỡ 5 phần cái gì nè. Thấy lỗ cũng bự. Lưới lỗ rất là lớn. Lưới này 3 màng hay cô Chính? 3 màng. Giờ đa số ta xài lưới 3 màng không? Nó dễ dính. Dễ dính. Cá bự nó cũng dính được, cá nhỏ nó cũng dính. Dính, yeah. Dính rồi nó khó giục á. Dạ. Yeah. Chậm hư nữa, còn lưới một màng, lưới mạng dễ làm lưới bén không à, cộng dây này nó mịn rứt à, vẫn dạ. Mau hư lưới lắm. Nhân cá rô rất dễ hư hả? Ừ. Dạ. Ô, là tài đằng kia con thấy nó lự hơn. Lên ngót hả? Ê chô, con cá bự quá vậy kìa. Kìa. Ừ. Ô là... cái đầu, đến đâu đầu cá lóc không à? Ô là màng con cá. Ê chèo. Cá này mấy mùa vậy trời. Con cá đừng cá cụ hay gì. Cá này gỡ làm sao trời, gỡ hư lưới luôn. Ô lạ mạng gì dữ vậy. Là, trời ơi, biết bao lâu mới thấy cái rô bự gì cả đó. Cá đó chắc sót lâu năm dữ. Mạnh dữ ha. Cái ở khu này thì cũng được bao vuông lại rồi. Thì mình cũng giữ á, nên cũng ít ai vô đây đánh bắt được. Cá thì nó cũng còn lại nhiều. Thấy vậy chứ cũng có khuôn hết chứ. Dạ. Lúa này thì chắc cũng tháng hay tháng nó mới chỗ rồi cô chứ. Ừ. Có bụi cũng chỗ rồi nè. Cái đó lúa cùng lúa gài. Lúa gài ha. Lúa gài vậy. Dạ. Thấy bên đây thì dắt lúa bị thất rồi nè. Thất rồi. Dạ. Quá bên đây có một phỉnh trống luôn. Ô, đằng này. Phía trên đây thì nó hơi cạn. Dưỡng Tư sống ở trên đây biết đón văng lưới theo gọc cái bìa lúa nè. Để cho cá nó vô. Cá dạ. Nó vô lúa. Này còn. Cá nó vô trong phía lúa nó ăn ha. Ừ. Cạn quá thì anh Hai xuống lại luôn rồi. Nó may quá mà. Hả? Bữa nay mình có lọc ăn rồi. Có lọc ăn rồi.
dụng vuông gì giờ gặp cá đồng là thấy thiếu điều muốn cắn con cá luôn. Mê à? Mê. Dùng vuông mình thì giờ cá phi nhiều. Cá phi không à? Mấy khu nào nước ngọt á thì cũng còn cá lóc. Ừ. Cá gô cũng còn mà nó ít không? Ít. Với nó ốm mà chứ ta. Ê chà, cậu Chính. Nước mặn nó ốm nhôm mà. Nó quá lớn. Nó mập như trên đây đâu. Dạ. Trên đây dùng lúa. Chù nhất là tới tới lúa chỗ á. Dạ. Nắm mà đã cái vuốt từ từ xuống rồi ra đó. Tới lúa chỗ cá gô nó ăn lúa nó mập cho mà thấy. Dạ. Rồi. Thằng kia kìa. Thấy nhóc ở trên kìa. Sẵn lỗi kéo xuồng luôn đi. Sống cực quá hả? Sống hơi nặng cái phía đây nó cạn quá. Ồ, nó cá bự nữa kìa. Nó quấn lúa này kìa. Tôi lấy dần để cho điện đi. Được mấy con nữa anh hai? Này còn 2 con nữa nè. Còn 9 con nữa. Cá này nó có chết chưa mà con thấy sần hết trơn coi chứ. Con này chắc nó chết. Nó dính vô lưới nó quấn rồi nó bương nó quào dữ lắm cho nên nó phải sần mình nha. Dạ. Dân cá lưới này người ta sáng sớm tư đi thăm mà dân tư nó mất kẹt công chuyện gì đó đi thăm không được rồi để. Cá gô này thì mình đem bờ mà mình gom cái tay lưới lại á là nó sẽ dính chùm vô hay coi chính. Ừ. Mình đâu có gỡ nổi đâu. Mình để dưới nước gì đây mình gỡ luôn thì nó sẽ tiện hơn, sẽ dễ hơn. Hết chưa anh hai? Còn đèn cả. Còn con nữa hả? Ừ, mấy con cá này chắc mấy con cá này chắc mới chết hả? Mới chết. Dạ. Cậu chứ nè. Ừ. Con cá này làm với nói chuyện được hay gì cơ chứ? Ừ. Con cá này nè. Là trời. Anh hai đưa lại em coi anh hai. Cầm phải kỹ nha. Dính con cá này thì dạ. Khó lắm đó. Đây, con cá gô đồng mà nó ba lớn rồi nè. Dạ. Trời. Nó đưa dưới 4 ngón tay luôn hả? Rồi cô Chính hỏi nè thì nó trả lời không chứ. Ê, phải vậy à? Nè, màu vàng đúng đồng luôn. Hỏi nó nhiều tuổi rồi. Con này chắc cũng cỡ khoảng 30 tuổi vậy. Cái con cá gô đồng với con cá gô nuôi thì nó khác cái gì cô Chính à? Thường thường cậu thấy con cá gô nuôi là cái đầu nó làm như nó muốn có gai nó sần sần lên cái vậy. Mỏ nó sẽ cũng hơi bằng hơn đúng không? Ừ, người ta kêu cá gô đầu nhím gì đó. Dạ, đầu nhím nhìn, với đầu vuông ha. Mà nhìn nó xấu lắm. Dạ. Không có được như cá gô đồng này mà nó cái gô đồng cái này nó đẹp. Bự lắm chứ nè. Ừ. Cái bề dạ. Ngang bề bản nó bự. Còn bề bản thì với nó nhiều con nó cũng không vàng bằng con. Ừ. Con cá gô đồng này ha. Như cái con cá này nó tròn đều luôn á. Dạ. Tròn đều luôn. Dạ. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn coi đốt đồng để ngầm vui chim nhớ lá gừng ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu đến gần thì cầu ngồi mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau đôi mắt câu buồn hiu phiêu lưu gông chơi những ngày đầu dưa ba gia miếng dừa đồn quần xưa dây nắng dầm mưa ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm gạo đắng nấu canh gạo đắng ăn luôn thèm. Có gạo đắng này à? Chú Tư ghê chạy. Xin được làm mây mà bãi khắp nơi giang hồ ghe chốn quê hương xa gợi từ cất bước ly hương xin được làm gió dập nhiều đưa điệu ca dao
trái biết nghiêng sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Xin dòng lại tình yêu đơn sơ gông chơi những ngày đầu dừa ba da miếng dừa đường mòn xưa dưới nắng dầm mưa. Thì hôm nay chú Tư với cậu Chính cũng ngẫu hứng là làm một bài hát. Thì giới thiệu cả nhà, thì sáng mình cũng đi nhăn lưới á, trên Dương Tư đi thăm cái tay lưới thì cũng dính được ít cá gô nè. Thì cá gô này hôm nay mình sẽ chia làm hai món, một món canh và một món kho. Thì chú Tư hôm nay chú Tư cũng có chuẩn bị ít gô đắng để mình nấu canh. Chào cả nhà, có gạo đắng là ca bài gạo đắng nè. Thì ở đây mình thấy cũng có hành với dưa leo, để hồi mình ăn kèm niêm cá kho với dưa leo mình ăn kèm cá kho. Bây giờ chú Tư bỏ cá vô nồi để ốp, mình ốp trước khoảng vài phút thôi chú Tư. Ừ, ốp vài phút rồi kho. Thì cá hôm nay mình sẽ chia thành hai món. Hồi sớm cũng nhiều quá thì có gửi lại cho dì Tư ít con nè, lấy về cũng đủ ăn nè, cho ít tỏi ớt hành nè. Dạ. Từ sáng đi theo gỡ cá tiếp được. Sáng thấy cá này thấy ham luôn trời, sáng bụi dính dữ lắm rồi nè. Chạy quá thì cá rồi. Trên ngay khu cá đồng mà. Thấy cá thấy mất ham rồi. Mình bữa nay mình ăn rau đắng, mình có bài hát gì rau đắng, mình ăn rau muống, có bài hát rau muống không chú Tư? Có luôn, tên có luôn đứng lên là có. Có luôn hả? Cho miếng bột ngọt. Em đi em nhớ quê nhà. Nhớ canh rau đắng hay rau muống? Rau muống. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Cũng có luôn trời. Mình thấy thì chú Tư cũng niêm như bình thường thôi. Ít bột ngọt, ít đường. Thì nước màu cho nó đỏ luôn. Nước màu. Này mình ốp xong rồi tí xíu mình chỉ bắt lên thôi đúng không chú Tư? À, mình bắt lên cái kho nữa là chín là xuống ăn. Dạ. Chứ kho không chín không lấy xuống được. Dạ. Tại bây giờ thì nồi cá kho chú Tư cũng bắt lên nấu rồi. Mới săn săn. Dạ. Chó ơi, giờ nó bạc qua tới con rồi nó chứ Tư ơi. Mới hết cái hơi à. Thì hôm nay thì cũng làm cơm sáng mà hơi trễ. Tại về cái mỗi người cũng có công việc á, cũng làm hơi trễ xíu. Thành buổi cơm trưa luôn. Nãy cái nãy đợt lờ gì dính cũng lắm đấy. Dạ. Đợt lờ thì dính cá gô, cá sặc, rồi cá phi. Đủ chưa? Dạ, đủ rồi cá nha. Có cá mè nữa. Chảnh ba cá sặc bớm sặc gì nó trắng ngắt là ngổ kìa. Tính ra chảnh yêu hơn mình ha ta. Nhưng dưa chảnh đủ loại cá chẳng như mình có cá phi không. Cá gô con nào nó thấy ham luôn. Cá gô mập mập không mà chứ Tư. Quá thì mập luôn. Mấy con cá gô này con nghĩ là nó hai ba mùa nó sót lại. Chứ cá gô tháng này là nó chỉ cá gô non thôi đúng không chú Tư? Ờ, gô non. Bị cái này anh Tư chắc dần lưới lớn lắm ạ. Dạ. Lưới lớn mới dính cá này. Sáng con hỏi cậu Chính thì lưới 5 phân á. Ờ, 5 phân mới dính cá này chứ. Chứ cỡ lưới 4 phân về dần cá này đâu dính được đâu. Dạ. Như ra anh vụt chứ. Dạ. Thì hiện tại bây giờ thì mình cũng bắt cái lò than ở trên nè. Mình với chú Tư sẽ lên nấu luôn. Cho miếng nước đó. Dạ. Sẽ lên nấu canh luôn. Rồi cá kho này chín cũng vừa. Tại nó canh này cũng nhanh lắm. Xây mà tỏi nè. Hiện tại bây giờ thì mình thấy là chú Tư sẽ thử mà tỏi trước. Rồi để cho cá vào. Này mình thử sơ cho nó đỡ tanh thôi chú Tư. Ừ, cho đỡ tanh dạ. Cái phần cá này thì mình đổ nước vô sôi
thì mình bỏ rau đắng vô là nó cũng xong hết chứ ta. Ừ. Là mình ăn được rồi. Xong rồi mình nêm nếm để bỏ rau đắng vô ăn. Dạ. Cho nước vô. Thì giờ chú Tư cho nước vào rồi chú Tư sẽ nêm luôn. Nêm mà để sôi thì mình sẽ gấp cá ra. Rồi mình bỏ rau đắng vào. Ít muối. Cá rô này thì lâu lắm rồi mình mới ăn lại hết chú Tư. Dạ. Lâu dữ lắm rồi. Dạ. Tới nhiều khi mấy tháng mưa mình ăn nó mới nhiều. Mới nhiều mình mới có ăn chứ tháng này cũng hơi hiếm. Thật liền. Tháng mưa mà với mình với vùng vuông này cá nó cũng ốm đó, không được mập. Dạ. Có trứng rồi. Dạ. Cá này cá dùng nước ngọt không mập. Dạ. Nước bột ngọt. Thì như mình thấy chú Tư cũng nêm ít muối, ít đường, ít bột ngọt, ít hạt nêm, tí đường. Rồi giờ thì mình để sôi rồi mình gấp cá ra hả chú Tư? Rồi để sôi gấp cá ra nó cho rau đắng vô là ăn được. Dạ. Cá chín nè. Cá kho thì nó cũng chín nè. Sạch rồi ha. Dạ, sạch rồi. Thì cũng do hôm nay là hết cái tấp mỡ rồi. Cái này mà có tấp mỡ vô nữa ngon lắm hả chú Tư? Ừ, cho hành nha. Dạ. Đây là cá rô, kho tẩu hay là kho gì chú Tư? Kho nồi đất. Kho nồi đất. Ừ, miếng tiêu luôn. Quá hấp dẫn. Dạ. Cá cũng chín nè, mình vớt cá ra trước nè. Mình nhúng rau vô sau. Thì như mình thấy thì cá cũng chín này, thì chú Tư cũng vớt ra ngoài. Rau đắng thì mình bỏ vô mà mình chỉ dạo dạo thôi cho nó vừa héo thôi chứ mình để chín quá là nó ăn có bị nhẵn bị đắng nó bị đắng với thêm nó bị dai. Còn dạ. nó vừa chín hay hơi là nó còn đau giòn. Dạ. Đây là mình cho rau đắng vô nó. Rau đắng là phải đắng rồi chứ ta. Rau đắng. Cho rau đắng vô cái độ đắng nó sẽ ít hơn. Mình nhắc chứ. Rau đắng là non. Như vậy cũng được không ạ? Dạ. Rau đắng cho mát. Rồi, giờ thì mình cũng dọn cơm ra mình ăn ha. Mình cho cái tí hành vô luôn. Dạ. Buổi sáng hôm nay gia đình mình đi thăm tay lưới cũng được ít cá rô nè, về làm cũng được hai món, thì giờ cũng mời cả nhà dùng chung gia đình mình luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi đắng cho mát này, mát mình. Mát. Nè. Một chút cá rô đầu dưới không ăn cá rô lòng luôn, thiệt tình luôn. Bao lâu rồi cậu Chính? Chắc có vài tháng rồi mà không biết mấy tháng rồi chứ cũng vài tháng rồi. Dạ. Còn cá gu nuôi cũng ăn đâu được đâu. Nó béo. Hôi quá à. Dạ. Gu mà nấu với rau đắng này ăn êm à. Ăn mát hay chăng? Mát. Ngủ chắc không có đủ nón được. Thì hồi nãy cậu Chính thì cũng có chạy về đem qua được ít tấp mỡ thì mình cũng có để vô sau á cho nó thơm thơm. Chị Chính cá còn cá nó ham kìa. Dạ. Đâu mà cá suốt không? Trên đó chắc người ta đánh bắt ít rồi nè. Cũng có khu bắt nhiều á chứ ta. Thì chỗ Duyên Tư đó ổng cũng ở đó đó. Thì cũng người ta cũng đâu có vô bắt được đâu. Cũng mấy còn mấy nhiều. Mấy cái địa lạ người ta bỏ qua nữa cái nó còn. Cái gì dạ. Nó cũng
la nó giờ nó ra ngoài đồng ngoài khơi chứ. Mùa mưa nó ra nó đẻ. Ở khúc ngoài trước á chứ tôi cũng có mấy cái đìa mà tới tháng hạn á nó cũng còn nước đó đó. Nhiều khi nó gom vậy đó đó cái mưa xuống nước lên á. Nó bung ra. Có mấy cái đìa lớn à. Đìa đó thấy lớn dữ không? Dạ. Trong đó tới đó hạn cá nó gom gì đó chắc dữ lắm. Dạ. Cá kho chỗ này ăn im hay chắc? Khô, cá khô mập mà ăn béo. Dạ. Kho ăn béo. Dạ. Bữa nay làm món cá khô này ăn nghe sao cô chú? Ngon lắm này. Không ngon gì chân á cô chú. Quá ngon. Khen đại chứ không khen là chút là bớt cũng không có nấu chân à. Vì bữa nấu bớt ớt nhiều chút. Nấu bớt ớt nhiều là anh hai với cậu chín khỏi ăn à. Đỡ ớt cho lại. Nói cái gồ này nhớ chị em nhỏ đó. Hồi lúc còn mười mấy tuổi. Khí ớt dữ dội á. Đâu mà có khí ớt dữ dội vậy. Kể nghe cậu chín. Kể nghe coi nghe cảm hứng lên nè. Bật ra lên thì. Có lắm. Má em với ông Tám với ba ông anh hàng xóm đi vô rừng mà đâu có tháng 3 gì à. Trời mưa xuống á, trong rừng nó bắt đầu xì phèn lên. Cái đi năm anh em đi vô rừng mà lúc đó còn nhỏ mười mấy tuổi à. Đi lụm lương, lúc lương xì phèn á, lương nó nổi lên. Vô lụm á, đầu lụm khúc là lương nhỏ không. Vô càng ngày càng sâu cái có lương lớn, cái bắt đầu đổ bỏ lương nhỏ. Cái bắt lương lớn. Mê mà, nhỏ đâu biết đâu, thấy cá lấy lương mê dữ trời. Đi sâu vô nữa cái bắt đầu gặp cái đìa. Vô cá gì đâu mà như trong cạp rộng vậy đó. Ủa, kẹo chân. Cái đâu biết cách gì bắt đâu. Bắt đầu xuống dưới móc cái hang á. Yeah. Móc cái hang vô trỏng cái bắt đầu mình quậy. Cá gô này nè. Nó chui vô trỏng á. Chổng bắt nghe chỗ thấy ham luôn. Cứng con hang này. Dạ, cứng hang luôn. Thì là nó gom lại cái chỗ cạn nó gom lại đó. Quậy nó ém động. Quậy động nó vô. Dạ. Vô bắt gì đâu, cá rô con bự không thấy ham gì đâu. Rồi cái tối cũng mặt trời gần lặn đi về. Đi về quậy cá hết nổi. Hết nổi. Đói bụng nữa. bồn bồn hồi xưa mà mọc trong rừng mà nó có ngó ra khúc vàng vậy đây nè. Rồi đó bụng đâu có vàng đâu. Ngắt bồn bồn đó ăn. Lộn à. Chịu kể lại chuyện hồi nhỏ là hết có biết à. Sao đó không nướng cá trong rừng ăn luôn. Lúc đó có nước á, đâu có gì đâu, đâu có lửa gì đâu mà đốt. Có quẹt đâu đốt, có dạ. Đốt đâu đốt à. Tuổi thơ quá dữ dội. Quá dữ dội. Cuối cùng có bắt lương rồi về được không con chứ? Bắt đầu tôi cuối cùng qua quải không nổi rồi bỏ luôn. Trời ơi, uổng. Lợi dễ nổi đó đó. Lợi dễ hết nổi luôn. Này quá dữ dội luôn. Rừng xa hồi đó mà nó sình sụp dữ lắm. Dạ. Đi khó đi. Cái gì đói bụng sao đi nổi. Phân khối anh cháu. Phân khối mà mình sập xuống đó một cái là mắc kẹt dưới luôn. Bén. Cứng như đá. Dạ. Tuột da dọa. Ngày xưa mình đi băng đi mà mình xài đèn dầu hết chưa? Hay đâu là có đèn ở đâu mà đi. Đi gần phải đi tối hù đi có đèn mấy lâm trường đó. Dạ. Là mình không có xài đèn ha. Ủa xài đèn. Cái gô mà nấu canh là ăn béo lắm. Mình nấu canh chua cũng được anh ơi, nấu canh ngọt cũng được. Ừ. Này nấu canh chua khóm nữa ha. Cá rô là nói chung là cũng nấu được nhiều món đó. Dạ. Canh chua canh ngọt thì ăn cũng ngon. Dạ. Canh chua bông súng rồi. Dạ. Cái này cá rô phải nấu món đó. Món mình nấu kho cháy giác chấm gào. Dạ. Dạ. Cũng ngon á. Còn cá rô làm mồi nhậu là món gì chứ tôi? Cá rô mồi nhậu à. Dạ. Nhậu thường thường bây giờ biết còn gì nữa, cái canh chua thôi với nướng với nổ muối chứ ta, gan muối á. Gan muối. Dạ.
được cái gô này mà nướng chắc tắt lửa luôn á. Mở, mở quá à. mở chạy tắt lửa. Tưởng đâu nướng làm gì tắt lửa mà chạy mở tắt lửa.